tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Vina Organic. Nếu như các bạn đang tìm một thiết bị ép nước cốt dừa một cách nhanh chóng, hiệu quả mà sản phẩm lại có độ sánh mịn cao và đặc biệt là cực kỳ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì chắc chắn bạn không nên bỏ qua chiếc máy này của Vina Organic. Đặc biệt chỉ có ở Vina Organic, đó chính là khi bạn mua chiếc máy này thì bạn sẽ được tặng một bộ phụ kiện xịn sò bao gồm hai lưới lọc như thế này, một búa đậy liệu và một trục vít. Rất là hấp dẫn đúng không nào? Không để các bạn đợi lâu hơn nữa thì bây giờ Thảo sẽ giới thiệu cho các bạn ngay về chiếc máy ép nước cốt dừa này nhé. Trước khi bắt đầu video, đừng quên nhấn nút đăng ký và bật thông báo để có thể nhận được những video mới nhất từ Vina Organic nhé. Đầu tiên là về mặt thiết kế thì bạn có thể thấy ở đây là máy có kích thước rất là nhỏ gọn nhưng mà cũng không kém phần cứng cáp. Với kích thước là 450x720x830mm thì máy có thể đặt bất cứ nơi đâu trong khu vực sản xuất của bạn. Tiếp theo thì Thảo sẽ giới thiệu cho các bạn về cấu tạo của chiếc máy ép nước cốt dừa này với mã model là EDN001 nhé. Bộ phận đầu tiên đó chính là phễu chứa. Nguyên liệu được cho vào phễu chứa có kích thước khá là lớn, do đó các bạn có thể cho cùng lúc một lượng lớn nguyên liệu, giúp quá trình ép đạt hiệu quả cao hơn nhiều. Với thiết kế như thế này thì người dùng có thể ép liên tục mà không làm gián đoạn và tăng năng suất làm việc. Sau khi nguyên liệu đi xuống, bộ phận trục vít ép sẽ được ép dưới nước mạnh với động cơ là 2 HP và hệ thống truyền động. Điểm đặc biệt của động cơ này là vận hành cực kỳ êm, không gây ồn và rất bền bỉ. Để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng, bên ngoài trục vít ép được bọc bởi một tấm inox chắc chắn. Phần dịch ép được lọc với lưới lọc inox 304 với kích thước lỗ rất là nhỏ, đảm bảo độ sánh mịn của dịch ép nước cốt dừa. Bên cạnh đó thì bạn sẽ được tặng hai cái lưới lọc như thế này đây, để bạn có thể thay thế khi mà cần. Máng hướng bão và hướng nước cốt đều được làm từ inox 304 nên chống hanh bị cực kỳ tốt và cực kỳ dễ vệ sinh sau khi sử dụng. Bên cạnh đó còn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Về phần phía trước máy thì các bạn có thể thấy ở đây đó chính là có công tắc điều khiển giúp các bạn bật tắt máy rất là dễ sử dụng đúng không nào? Và một bộ phận không kém phần quan trọng đó chính là bánh xe chịu lực, giúp các bạn có thể di chuyển bất cứ nơi đâu trong khu vực sản xuất, rất là tiện lợi đúng không nào? Nhờ động cơ mạnh mẽ và được tối ưu hóa nên chiếc máy ép nước cốt dừa với mã model EDN001 này xứng đáng để bạn cân nhắc, cụ thể là với những ưu điểm như sau. Máy có tỷ lệ thu hồi lớn, tỷ lệ thu hồi trên chiếc máy ép nước cốt dừa này của Vina Organic rất tốt, có thể lên đến 63%. Tức là với 100kg cơm dừa thì các bạn có thể ép được 63kg nước cốt dừa. Tính đa năng, máy có thể ép nhiều nguyên liệu đa dạng như ép cốt dừa, ép cơm rượu nếp đục và ép các loại nước cốt trái cây, rau củ với tốc độ cao. Năng suất lớn, máy có năng suất ép cực kỳ lớn từ 100 đến 120kg trên 1 giờ, giúp bạn có thể nâng cao năng suất sản xuất. Với việc ép số lượng lớn như vậy sẽ giúp các bạn tăng năng suất, tiết kiệm thời gian, công sức cũng như điện năng tiêu thụ. Một ưu điểm của chiếc máy này không thể bỏ qua, đó chính là khả năng vận hành và vệ sinh cực kỳ dễ. Trong video tiếp theo, Thảo sẽ hướng dẫn sử dụng và cách vệ sinh về chiếc máy này cho các bạn nhé. Hy vọng qua video này, các bạn sẽ có thêm thông tin về chiếc máy ép nước cốt dừa có mã model là EDN001 của Vina Organic và ưu đãi đặc biệt như đã nhắc ở đầu video. Khi bạn mua chiếc máy này, sẽ được tặng một bộ phụ kiện rất là xịn sò, bao gồm hai lưới lọc, một búa đậy liệu và một trục. Nếu các bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay với Vina Organic qua số hotline được hiển thị trên màn hình để chúng tôi có thể tư vấn và giải đáp kịp thời cho bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên theo dõi những video tiếp theo của Vina Organic nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.